Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đoàn Ngọc Hải lại làm tất cả vì thích Trúc Thái Minh, tình cảm giữa họ có gì đặc biệt? Ông Đoàn Ngọc Hải là người làm từ thiện nổi tiếng, việc tiền ở đâu mà ông có để làm từ thiện hết năm này sang năm khác? Đấy là câu hỏi do to tướng chưa có lời giải đáp. Khi còn là phó chủ tịch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, người ta bắt gặp ông Hải đeo đồng hồ Patek Philippe bạc tỷ và cầm điện thoại Vertu rất xa xỉ. Ở phía bên kia, ông Thích Trúc Thái Minh cũng dùng điện thoại Vertu đắt tiền. Ông Đoàn Ngọc Hải làm quan và có rất nhiều tiền. Ông Thích Trúc Thái Minh làm thầy chùa cũng có rất nhiều tiền vì kinh doanh mê tín dị đoan phát đạt. Không phải một lần mà rất nhiều lần ông Thích Trúc Thái Minh kinh doanh mê tín dị đoan hốt tiền làm cả xã hội và báo chí lên án rất mạnh. Đây là hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải cảm tình Thích Trúc Thái Minh bằng phương pháp nhìn mặt. Vào ngày lễ Vu Lan, ông Thích Trúc Thái Minh cho tổ chức hốt tiền của người cả tin, làm cho mạng xã hội dậy sóng. Tất cả những hành động của ông thầy chùa này được diễn tả bằng video clip rất sôi động, khi không thể chối cãi đường nào. Ấy vậy mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, thì ông Đoàn Ngọc Hải công khai bảo vệ ông Thích Trúc Thái Minh là làm điều người bất ta bất ngờ. Ông Đoàn Ngọc Hải làm từ thiện là để lấy hình ảnh. Điều đó không cần phải bàn cãi. Và sức hút của ông Hải cũng rất mạnh. Tuy nhiên, trước vụ việc ông Thích Trúc Thái Minh bị công kích bởi cộng đồng mạng, thì ông Đoàn Ngọc Hải quên thân, bênh vực cho ông Thích Trúc Thái Minh. Việc ông Hải làm như thế thì chắc chắn ông sẽ mất một lượng fan khá lớn mà ông đã dày công vun đắp trong nhiều năm mới có. Với một người đàn ông làm sai rõ ràng mà dám hy sinh danh tiếng để bảo vệ đến cùng, người ta suy nghĩ có lẽ giữa ông Đoàn Ngọc Hải và ông Thích Trúc Thái Minh đã có một thứ tình cảm gì đấy đặc biệt lắm, ông Hải mới bất chấp tất cả để cứu lấy danh dự cho vị thầy chùa đầy tai tiếng kia. Theo một số ý kiến bạn đọc được Thời báo .de cho rằng ông Thích Trúc Thái Minh không có gì đáng ngưỡng mộ ngoài tướng mạo khá đẹp trai. Có người nói nếu ông Thích Trúc Thái Minh mà không làm thầy chùa thì e có nhiều phụ nữ sẽ mê mẩn vì vẻ ngoài điển trai của ông ta. Đây là hình ảnh Đại đức Thích Trúc Thái Minh có khuôn mặt điển trai. Trong bài bênh vực cho ông Thích Trúc Thái Minh của ông Đoàn Ngọc Hải, người ta lại chú ý những cách ông Hải đánh giá Thích Trúc Thái Minh là nhìn mặt, chứ không hề căn cứ vào bất cứ những chứng cứ để thuyết phục nào cả. Cách nhìn người của ông Đoàn Ngọc Hải đối với ông Thích Trúc Thái Minh là hoàn toàn bằng con tim chứ không phải bằng lý trí. Đó là nhận xét của nhiều người như vậy. Như vậy có thể tóm gọn như sau: ông Thích Trúc Thái Minh khá điển trai, hành động của ông bị xã hội lên án mạnh và có bằng chứng rõ ràng. Tuy nhiên, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ cần nhìn mặt ông Thích Trúc Thái Minh là có cảm tình và chấp nhận hy sinh hình ảnh mà ông dày công xây dựng để bảo vệ cho bằng được Thích Trúc Thái Minh. Điều này làm cho nhiều người thấy có cái gì đó bất thường. Cũng có ý kiến cho rằng ông Đoàn Ngọc Hải và ông Thích Trúc Thái Minh đều là những người thích trình diễn. Ông Đoàn Ngọc Hải thì thích làm chính trị theo lối trình diễn, còn ông Thích Trúc Thái Minh cũng thích trình diễn hình ảnh ở các buổi lễ do chùa tổ chức với các video clip rất hoành tráng. Ông Thích Trúc Thái Minh là một người thích tu hành theo lối biểu diễn khoe khoang. Đây là hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải và Thích Trúc Thái Minh nắm tay nhau. Tuy họ giống nhau ở sự khoe khoang, nhưng ông Hải làm điều xã hội ủng hộ, còn ông Thích Trúc Thái Minh làm điều xã hội lên án. Một người lấy lòng công chúng tốt như ông Đoàn Ngọc Hải mà để mất lòng công chúng một cách như vậy thì đó là câu hỏi rất lớn. Cái giá trị trần tù không hề có cho con người ông Thích Trúc Thái Minh thì không ai lại ngưỡng mộ và kính trọng ông vì tâm tu hành. Ông Đoàn Ngọc Hải mến mộ ông Thích Trúc Thái Minh là ở điểm khác, nhiều người cho rằng như thế. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vin Thành chúa trộm, vượng khè mức lương không đồng nhưng lại móc túi tiền tỷ. Với khoản nợ gần gấp 3 lần vốn chủ sở hữu thì nhiều người nói rằng có thể liệt Vin vào hàng chúa trộm được rồi. Với khoản nợ tương đương với 16 tỷ đô la là nghĩ đến trả lãi đã sợ, chứ đừng nói đến trả cả vốn. Thị trường bất động sản đang chùn lại nên Vin đã gánh một khoản tiền lãi rất lớn từ các khoản vay mà công ty này phải trả đều đặn hàng tháng. Truyền thông đang làm công cụ cho ông Vượng rất tốt. Mới đây, báo chí lại dùm beng chuyện ông chủ tịch tập đoàn VinGroup Phạm Nhật Vượng nhận lương không đồng.
Ai cũng biết với tài sản khủng như ông Vượng thì dù lương hàng tỷ đồng mỗi tháng vẫn không có ý nghĩa gì cả. Nên chuyện ông Vượng nhận lương không đồng cũng không hề ảnh hưởng gì đến kinh tế của ông ấy. Vậy ông la lên chuyện ông nhận lương không đồng để làm gì? Đây là câu hỏi đã được đặt ra cho dư luận. Đây là hình ảnh Vin đang là chúa trộm tại Việt Nam. Việc nhận lương không đồng được mọi người cho biết ông muốn làm gương để hạn chế nhân viên Vingroup đòi tăng lương. Đấy như là một cách làm gương cho cả tập đoàn là phải thắt lưng buộc bụng. Tuy nhiên cũng cách hành động đó, người ta lại nghĩ rằng Vingroup đang khó khăn thực sự. Và việc tìm kiếm lợi nhuận ở các mảng kinh doanh mà ông Vượng đầu tư đang là áp lực rất lớn. Vì thế ông tìm cách nặn ra tiền và ông đã làm nó như thế nào? Mới đây VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đưa ra chính sách mua và cho thuê pin VinFast VF8 và VF9. Giá 493 triệu đồng là giá bán của pin VinFast VF9 phiên bản cao cấp nhất, còn VF8 có giá mua pin cao nhất là 384 triệu đồng. Chính sách về pin mới của VinFast nay đã cho khách hàng có thêm lựa chọn mua pin thay vì chỉ thuê pin như trước đây. Sau khi cộng thêm giá pin mới, giá VinFast 8 và VinFast 9 khi mua đứt pin cao nhất lần lượt là 1,6 tỷ và 2,1 tỷ đồng. Tùy chọn này áp dụng cho khách hàng đặt cọc VF8 và VF9 từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Nếu ai không mua nổi pin thì có thể thuê, giá phải thuê cục pin sạc điện phải tốn đến 78 triệu đồng mỗi năm. Đây được cho là chiêu lùa gà, vì ông Vượng tung ra gói mua đứt pin giá quá cao để nhiều người chấp nhận thuê pin với chi phí trước mắt không cao lắm. Tuy nhiên, giá cho thuê pin như vậy đặt ra nhiều câu hỏi với các nhà phân tích. Đây là hình ảnh ông Vượng nhận lương không đồng. Nếu xe bình thường chạy xăng hoặc dầu thì cao lắm chỉ tốn khoảng 2-3 triệu đồng mỗi tháng. Nếu tính nguyên năm thì tốn khoảng 30-35 triệu đồng. Đằng này, mua xe VinFast phải thuê cục pin sạc đã trả đến 78 triệu đồng mỗi năm. Đó là chưa nói trong trường hợp lỡ may đi nửa đường xe hết pin thì kiếm đâu ra chỗ để sạc đây. Nếu có chỗ sạc pin không biết có thể tính thêm tiền hay không. Điều này thật khó nói và khó lường. Như vậy với chiêu lùa gà như thế thì VinFast của ông Vượng sẽ thu một khoản tiền thuê pin rất lớn. Càng nhiều người mua xe thì yêu nước thì càng làm con cừu non cho VinFast vặt lồng. Theo nhiều ý kiến bạn đọc của tờ Thời báo.de đã chia sẻ như vậy. Nếu chính sách này thành công thì mức lương không đồng của ông chủ tịch tập đoàn Vingroup không có nghĩa gì nhiều. Lợi nhuận của tập đoàn càng lớn thì tài sản của ông Vượng càng phình ra. Và tài sản phình ra của ông Vượng được tính hàng tỷ đô, hay ít cũng là hàng trăm triệu đô. Vậy thì việc ông Vượng tự nguyện nhận mức lương không đồng không có ý nghĩa gì nữa. Với những người giàu như ông Phạm Nhật Vượng thì sẽ chẳng thèm quan tâm là đồng lương của ông sẽ cải thiện được gì cho đời sống của ông cả. Đây là hình ảnh chính sách được cho là móc túi khách hàng của VinFast. Hiện nay xe điện đang được các khách hàng cho là yêu nước mua để dùng. Với xe xăng đã cho nhiều người cái nhìn về chất lượng của xe và trách nhiệm của hãng. Có lẽ những người nếm trải sự bực bội vì mua xe VinFast đã nhận ra rủi ro khi mua thương hiệu của xe này. Tuy nhiên, số khách hàng được cho là yêu nước vẫn còn khá nhiều và họ vẫn móc hổ bao ra mua xe và thuê pin của VinFast với giá khá cao. Đây chính là nguồn lợi mà VinFast đang nhắm đến.